Và một mẫu quần nữa mình muốn giới thiệu đến cả nhà, đó là mã Voronin 99071. Đây trên tem có ghi nha mọi người nha. Và mã quần này hoàn toàn là xu cắt, không có đường may luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy em nó ha. Một lốc có 10 chiếc y như mình đang quay. Và một lốc thì có 9 màu với 2 chiếc màu đen lặp lại nha cả nhà. Do đó chỉ có 9 màu. Và màu nào cũng là màu pastel, rất là ấm và rất là nhẹ nhàng. Đây là màu hồng pastel. Mọi người có thể nhìn thấy em nó là su cắt hoàn toàn luôn, không có đường may, và chỉ được may ở cái phần đáy quần thôi. Đây, nên rất là bền và rất là chắc. Đồng thời là em này mặc sẽ không có bị ngấn ở phần mông cũng như phần đùi và phần bụng luôn. Mình khuyên các bạn nào mà nặng ký, hoặc là chúng ta có cái phần bụng của chúng ta không có được gọn gàng lắm đó, thì chúng ta chọn cái mã quần này ha. Mặc rất là thoải mái và rất là nhẹ nhàng, đồng thời rất là mát. Người ta nói là mặc như không mặc là như vậy đó mọi người ha. Và với 10 chiếc màu rất là xinh, mình sẽ cho mọi người thấy 10 chiếc quần này ha. Đầu tiên đây là em hồng pastel, kế đến là em màu da, hay còn gọi là màu nude đó mọi người. Đẹp quá trời luôn. Và mình đang quay cho cả nhà bằng cam, hoàn toàn là cam thường. Kế đến là màu xanh min. Đẹp quá. Đây là màu xanh than. Màu này là giống như là màu ruốc á cả nhà. Màu ruốc á, dưới ánh đèn thì nó không có ra màu ruốc lắm, nhưng mà đây là màu ruốc nha. Đó, mình quay xa xa thì nó ra màu ruốc nè. Và kế đến là hai em màu đen. Hai đen màu đen. Và màu đen thì thường được rất là nhiều khách thích luôn, tại vì nó sạch. Đây là màu đỏ đô nha cả nhà nha. Màu nào cũng rất là ấm, rất là đẹp luôn. Màu này là cái màu gì mình cũng không biết gọi tên là màu gì nữa. Nhưng mà em nó rất là nhẹ nhàng, không có bị chói mắt ha. Đây là màu nâu. Đó, chất vải nè mọi người, rất là mịn, co giãn siêu tốt luôn nha cả nhà nha. Đó. Và 10 màu cực kỳ đẹp. Đây mình quay lại lần nữa cho cả nhà xem, rất là đẹp luôn. Thật sự nhìn mấy cái em này mê quá trời mê luôn mọi người. Và hàng này là free size, tầm 48 cho đến 65kg các bạn vẫn có thể mặc vừa nha. Đó. Ôi cái màu này đẹp quá. Mình thực sự rất là thích những cái mã quần này, tuy nhiên là mình không có mặc vừa, tại vì mình nhỏ con lắm, mình có 40kg thôi. Cho nên mặc chiếc quần này vào thì nó sẽ không có ôm ở phần đùi, tại vì cái chân của mình hơi bé. Còn các bạn nào mà có đùi á, và các bạn tròn người một tí xíu, mặc chiếc quần này vào sẽ rất là đẹp luôn mọi người nha. Đó. Và rất là sexy, tại vì cái phần mông của nó được khoét vào sâu vào trong. Và đó là mặc rất là sexy. Nếu mà các bạn nào mà có phần mông á, chúng ta mặc rất là đẹp luôn. Và vẫn theo hai số điện thoại ở trên cái cạp của mình. Các bạn, một là có thể gọi trực tiếp, hai là các bạn có thể add Zalo của mình. Tuy nhiên mình khuyến khích các bạn là add Zalo ha. Để vào Zalo các bạn có thể nhìn thấy nhiều cái sản phẩm mình up ở trên Zalo hơn. Đồng thời các bạn sẽ xem được hình ảnh của những cái chiếc quần này. Còn đây là những chiếc clip của mình ha. Và nói chung là clip là rất là rõ và sát rồi, cho nên các bạn nhìn hình thì sẽ không bằng clip quay đâu. Và mình đang quay cho các bạn bằng cái sản phẩm mình có sẵn, do đó mình cầm được ở trên tay như thế này. Còn một số các bạn khác khi mà mua hàng ở những shop khác thì chỉ nhìn thấy hình ảnh thôi, mà hình ảnh thì nhiều khi chỉ mang tính chất minh họa. Cái đó mọi người nên cẩn thận ha. Còn mình đã quay cho mọi người như thế này rồi thì khi mà các bạn nhận hàng sẽ đúng y như những gì mình quay luôn mọi người à. Đúng. Hàng rất là đẹp luôn nha. Và các bạn muốn mua cái quần này thì các bạn đọc mã giúp cho mình, đó là Voronin mã 99071 nha cả nhà nha. Vì có nhiều khách hàng lắm, khi mà xem clip của mình xong rồi cứ gọi cho mình hỏi quần đó giá bao nhiêu.
Mình không biết quần đó là quần nào luôn mọi người ơi, tại vì mình bỏ những cái clip ở trên YouTube rất là nhiều. Cái đó mà các bạn hỏi mà quần đó rồi quần này, quần nọ, quần kia là mình không biết luôn á. Các bạn đọc mã ra giúp mình thì mình sẽ tra được cái mã đó là cái gì. Và khi đó mình sẽ trả lời được các bạn giá hay là tư vấn cho các bạn thêm được nha. Chứ các bạn mà cứ nói quần đó hoặc là quần tôi vừa coi đó là mình không biết được luôn. Tại vì cái khoảng thời gian mình up trên YouTube với cái thời gian các bạn coi mình không có thể nào biết được mọi người à. Đó các bạn thông cảm và đọc cái mã quần lên giúp mình ha. Mình nhắc lại lần nữa, đây là quần Voronin với mã là 99071 mọi người nha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào một cái clip sau. Chào mọi người ạ.